Phía trước công viên thì có một cái chung cư, và kẹt ngay từ đầu này, từ đầu ngay phía trên ông tạ đi xuống luôn anh chị, rất là kinh khủng. Phía trước công viên Lê Thị Riêng anh chị, và bên mé đây là cái tuyến metro người ta đang giải phóng mặt bằng để làm tàu điện ngầm tuyến metro số 2 này, tàu điện có đoạn ngầm, đoạn trên không anh chị. Đây, cái cổng đình là ở phía trước, ở đây có một cái nhà phía sau, ngói rất là đen luôn rồi. Em xin chào cô, chú, anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ em đang ăn ở trước công viên Lê Thị Riêng anh chị. Và anh chị, em đang thấy một cái cảnh tượng hết sức là kinh khủng luôn. Kẹt xe quá trời luôn. Xin chúc anh chị chiều hôm nay thật là bình an và hạnh phúc nha. Hiện tại bây giờ và bây giờ là 6 giờ chiều rồi. Phía trước công viên Lê Thị Riêng anh chị, và bên mé đây là cái tuyến metro người ta đang giải phóng mặt bằng để làm tàu điện ngầm tuyến metro số 2 này, tàu điện có đoạn ngầm, đoạn trên không anh chị. Và đây là khu vực công viên á, giải phóng hết cái diện tích ở đây rất là lớn, qua tới bên kia luôn anh chị. Phía trước công viên thì có rất là nhiều anh chị đang bán đồ ăn vặt này. Nguyên cái tuyến đường Trường Sơn, ngay cái vị trí này Trường Sơn kẹt tới dài phía dưới kia luôn anh chị. Bây giờ em cũng không biết đi theo cái hướng nào nữa. Ở đây là con đường Lê Văn Duyệt Cách Mạng Tháng 8 này. Hướng này chúng ta sẽ đi xuống công trường Dân Chủ và đi Phù Động, ngã 6 Phù Động đó. Phía trước công viên thì có một cái chung cư, và kẹt ngay từ đầu này, từ đầu ngay phía trên ông tạ đi xuống luôn anh chị, rất là kinh khủng. Em không có dám đi luôn, đang đứng đợi ở đây không biết chừng nào kẹt xe nó sẽ ngớt để chúng ta đi đó. Ngày hôm nay thì khu vực này, quận 10, khu vực này ăn chơi, có một cái xóm ăn chơi rất là sầm uất ở phía trong, phía sau công viên Lê Thị Riêng anh chị. Tối lại các bạn trẻ vào đó ăn nhậu nhiều lắm. Chỗ này uổng quá anh chị ha. Nhưng mà để phát triển cái hạ tầng nó tốt cho công việc đi lại thì cũng phải đập bỏ thôi. Công viên Lê Thị Riêng xưa kia là cái nghĩa trang Chí Hoài. Ngày hôm nay là một cái công viên rất là khang trang luôn. Bây giờ em sẽ chạy lòng vòng ở đây cập nhật cái tình hình kẹt xe khu vực này cho anh chị xem. Đang còn giống như ông vợ tổ đó anh chị, không có biết đi đường nào luôn. Bây giờ là 6 giờ tối rồi. Thôi em sẽ gắn camera lên xe và đi nha. Thấy mấy chú công an với dân phòng đứng làm việc, nhưng mà nó cũng không có giải quyết được cái tình hình nhiều. Khu vực này là chúng ta đi vào cư xá Bắc Hải nè anh chị. Mé bên này là cư xá Bắc Hải nè. Đó. Ngày hôm nay ha. Rồi bây giờ em sẽ gắn camera lên xe. Anh chị cùng lang thang với em một tí xíu cái đoạn này, coi cái tình hình kẹt xe bà con mình buổi chiều tối tăng tầm nha. Ở vị trí này đang còn kẹt rất là nhiều dòng xe đổ về từ đường Trường Sơn. Bây giờ em sẽ cập nhật một tí xíu cái hình ảnh ở đây cho anh chị xem. Đây là bãi giữ xe phía trước công viên nè anh chị. Đó, rất là đông dòng xe đổ về từ ông tạ nè, châu cha đông nghẹt luôn anh chị. Đó, chạy tứ lung tung hết trơn á anh chị, thấy không này. Bây giờ thì trời sắp tối rồi, trời cũng sắp mưa nữa. Em mới đi quay ở bên bà quẹo về đó anh chị, thấy chỗ này nó kẹt xe dữ quá luôn. Chia sẻ cho anh chị xem cái hình ảnh ngày hôm nay. Đây là phía trước công viên Lê Thị Riêng. Người ta chạy cũng tán loạn phía bên trong hết. Đây là những cái xe bán đồ ăn vặt. Buổi tối ở đây rất là đông. Đó. Rồi, em quẹo lại đi theo cái hướng xuống vòng xoay Dân Chủ nha. Để chia sẻ cho anh chị một xíu cái hình ảnh ông vợ tổ. Ngay cái vị trí trước công viên Lê Thị Riêng này, trời mây đang rất là đen luôn, chuẩn bị mưa.
Sài Gòn mình bây giờ kẹt xe nó là một cái chuyện bình thường anh chị. Nhưng mà hôm nay em thấy nó kẹt quá đi. Tất cả các ngã đường ở đây là không còn lối nào để đi nữa hết trơn á. Bây giờ em muốn đi em cũng phải bắt buộc phải băng qua cái vị trí này thôi. Còn nếu không thì không đi được. Anh chị thấy này, chu cha, hai ba dòng xe kẹt tùm lum hết. Giờ gọi là sống chung với lũ anh chị. Sài Gòn mình thì bây giờ là kẹt xe và ngập nước là triền miên. Đó, con đường Cách Mạng Tháng 8 Lê Văn Duyệt này thì đang đèn đỏ rồi, mấy ảnh dừng lại một tí. Con đường Cách Mạng Tháng 8 Lê Văn Duyệt này á, thì nói chung là nó nhỏ từ ngày xưa đến bây giờ rồi. Và cái dự phóng á, giải tỏa con đường này á, cũng rất là lâu rồi. Đó, nhưng mà vẫn chưa làm được. Ngày hôm nay họ xây một cái tuyến metro đi ngang cái con đường Lê Văn Duyệt này là để xây tuyến metro thôi anh chị, chứ không phải là để mở rộng cái mặt bằng đường đó, cho nên là nó vẫn như xưa thôi, cũng không biết tới khi nào. Bởi vì cái giá đất ngày hôm nay nó rất là cao, nếu mà muốn giải phóng cái con đường Lê Văn Duyệt này phải cái số tiền bồi thường rất là nhiều luôn, mà anh chị biết rồi đó. Đến chuyện tiền bạc thì nó lụm thụm lắm. Đó, cho nên là muôn đời con đường Lê Văn Duyệt này sẽ không bao giờ được mở rộng ra đâu anh chị. Đó, những cái tuyến metro ngày hôm nay họ đập phá tùm lum, họ giải phóng mặt bằng để xây tuyến metro thôi, chứ không phải là để mở rộng cái mặt bằng đường Lê Văn Duyệt đâu. Cho nên cái hiện tượng kẹt xe này thì chưa biết tới bao giờ mới hết. Đặc biệt là cái tuyến metro thì nó hạn chế lắm, nó chỉ là đi tàu điện thôi, thành ra là không phải là ai cũng đi. Sài Gòn mình thì xe máy muôn đời nó vẫn là xe máy thôi, chạy xe máy rất là nhiều, phương tiện nó rất là gọn và linh động nữa, cho nên là vẫn em nghĩ là cái tuyến metro có hình thành đi nữa thì nó cũng không có giải quyết được nhiều cái vấn đề gọi là kẹt xe này nọ đâu. Rồi chúng ta đi nha, đi theo cái con đường Lê Văn Duyệt Cách Mạng Tháng 8 này. Chạy tứ lung tung phẹn thôi. Rồi xuống đây là nó bớt bớt rồi, còn cái mé bên kia thôi anh chị. Mé bên kia là kẹt nhiều đó, dài từ cống Bà Xếp đi lên đây luôn đó. Xe cộ nó văng tứ bề hết, chạy nhiều lúc mình không biết chạy đường nào. Cái mé bên kia kìa, hên ghê. Mé bên này của em thì chạy cũng được thoáng hơn rồi đó. Chú chạy ngược chiều kiểu này thì làm sao mà không kẹt xe được. Ôi mây đen quá anh chị, chuẩn bị có một cơn mưa rất là to luôn, rất là lớn. Con đường Lê Văn Duyệt về đêm này, bây giờ bắt đầu tối rồi đó. Buôn bán thời trang ăn uống rất là nhiều đó. Và ngày hôm nay trên cái đoạn đường này người ta cũng giải phóng mặt bằng để làm tuyến metro số 2 cũng nhiều lắm. Ở phía dưới này em sẽ sẵn tiện đi ngang chia sẻ lại cho anh chị thôi. Hôm bữa em có đi một lần ở tuyến đường này vào lúc chiều rồi, lúc 2-3 giờ chiều rồi đó. Phố lên đèn rồi anh chị. Mây mù ở phía trong cái camera anh chị cũng có thể nhìn thấy được, phía dưới kia đang là những cái đám mây rất là to và rất là đen tối luôn. Ở đây là ngay cái ngã ba đường Trần Văn Đang, quẹo trái ở đây thì anh chị sẽ đi ra khu vực kênh Nhiêu Lộc và cống Bà Xếp, đi vào cống Bà Xếp rồi thì chúng ta tiếp tục đi thẳng nha. Ồ, đang kẹt xe, cái mé bên tay trái của em ngay cái đường ray xe lửa ga Hòa Hưng này. Rồi, có con đường Lê Văn Duyệt này nó nhỏ lắm, nó chạy xe là lúc nào cũng kẹt hết, không kẹt đoạn này cũng kẹt cái đoạn khác hả anh chị. Đây phía trước chợ Hòa Hưng nha anh chị nha, chợ Hòa Hưng đây. Ở đây thì có hai cái chợ sát nhau, một bên chợ Hòa Hưng, một bên chợ Chí Hòa, nằm bên đường Tô Hiến Thành đó anh chị. Đó, tới tối ở đây cũng có một cái khu ăn uống rất là nhộn nhịp. Đấy, bà con Sài Gòn mình cũng bán buôn vào ban đêm.
cái đám mây to quá, chắc là sắp sửa có một cơn mưa rất là lớn, tránh không nổi đây anh chị. Đường Tô Hiến Thành bên phải em nha, đó anh chị quẹo phải là chúng ta đi Bixi miền Đông, đi ra Thành Thái, huyện Tri Phương. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp con đường Lê Văn Duyệt Cách Mạng Tháng 8 này. Con đường Cách Mạng Tháng 8 này có những cái hẻm cũng rất là hiểm trở đó, mà em cũng lâu lâu cũng chạy vô chia sẻ cho anh chị con hẻm đó, cũng chưa đi hết được nữa. Đây là những cái nhà mà người ta đập bỏ để di dời nè, đó anh chị thấy không, đóng cửa hết nè. Đây mặt bằng ở đây rất là đắt đỏ luôn đó, đây nè tuyến metro họ đi ngang đó. Đây nữa nè, đình Chí Hòa đó, đình Chí Hòa thì cũng có rất là nhiều kỷ niệm với cô chú. Thôi thì bây giờ em sẽ quay lại đi vào đình Chí Hòa một tí nha. Ở đây có một cái chỗ trống để quay xe đó, người ta dỡ bỏ nè, thấy chưa đó. Ở đây em quẹo vô đình Chí Hòa. Đình Chí Hòa nó cũng là một cái vị trí có rất là nhiều cái kỷ niệm với nhiều cô chú anh chị. Đây cái cộng đình này. Ta lang thang ở đây một tí xíu thôi để em quay ra. Ở đây là hẻm 475 ha. Có chiếc xe ô tô họ đi vào cho nên là nó hơi kẹt xe một tí. Ở đây xe ô tô vào được mà. Đây anh chị, đình Chí Hòa đây. Đó, ngày hôm nay nè, có cái rào màu xanh xanh đó. Đó, ở đây có một số căn nhà ở sát ở bên đình Chí Hòa. Đây em quay vào đây tí xíu coi. Đó, sát cái bên đình Chí Hòa đây. Đó, đây nè. Đó, nhắc nhớ thôi anh chị. Một số cái kỷ niệm ngày xưa ở đây thôi. Đình cũng rất là lâu rồi. Đây, cái cộng đình là ở phía trước. Ở đây có một cái nhà phía sau, ngói rất là đen luôn rồi. Thôi em quay ra nha. Vì sức khỏe cộng đồng xin đừng đốt vàng mã. Ồ, hay quá. Trong này là những cái căn nhà như là nhà 475/36. Con hẻm cũng yên bình quá. Những căn nhà xưa ở đây nó vẫn còn. Đó, chạy một tí vô đình Chí Hòa chia sẻ cho cô chú bác anh chị những cái hình ảnh về khu vực đình Chí Hòa ngày hôm nay. Rồi đi ra con đường ở Lê Văn Duyệt Cách Mạng Tháng 8 quẹo phải anh chị nha. Đi xuống vòng xoáy Dân Chủ. Rác ở đâu mà nhiều dữ vậy? Đó, ở đây là giải phóng mặt bằng. Chu, cơn mưa này không lớn không ăn tiền anh chị. nói vui như vậy đó. Phố lên đèn rồi. Ở đây có miếu bà Thiên Hậu Hòa Hưng nữa. Em vừa mới đi ngang đó. Rồi những cái shop thời trang lớn quá. Cái đám mây rất là đen luôn. Ui, chết cha. Anh chị thấy cảnh ban đêm của Sài Gòn mình như thế nào á anh chị? Đẹp không? Rất là nhiều quán ăn lề đường bắt đầu dọn ra nè. Ăn uống nè, bún bò Huế nè. Trung tâm y tế quận 10 ngày hôm nay. Đó.
Có thể cuối tuần này em sẽ về sân bay Tân Sơn Nhất để cập nhật cho anh chị một số cái tình hình chuyến bay và các cái ga quốc tế, ga quốc nội ngày hôm nay nó như thế nào. Đây, chúng ta sắp tới công trường dân chủ rồi anh chị. Ở đây là khu vực đường Hòa Hưng. Quẹo phải thì anh chị sẽ đi vào Khám Chí Hòa. Đó. Trời ơi, mây đen mịt mù phố phường luôn ha. Đó, kẹt xe nữa nè. Nói chung nó là một cái gì đó gọi là chuyện bình thường ở huyện trong cuộc sống của mỗi người dân Sài Gòn ngày hôm nay. Cứ thấy đông đông là biết kẹt xe. Rồi thì có những lúc không biết đi đâu cũng phải đâm đầu vô thôi anh chị. Và lết qua cái đoạn đường đó cũng là một cực hình. Tối tối về nhà còn con cái dọn dẹp. Là một cái nỗi khổ cho rất là nhiều chị em phụ nữ và cả những ông bố nữa. Em thì chuẩn bị công việc ở nhà ok rồi, chiều nay mới bắt đầu đi thì không sao, đi cũng thoải mái anh chị. Đường Lê Văn Duyệt này rất là nhiều nhà, cái nhà xưa luôn, vẫn còn rất là nhiều cái nét cổ. Trời tối mây mù mịt luôn đến nỗi mà không thấy đường đi với anh chị. Khu vực ở ngay cái ngã ba đường sân khấu Lan Anh này, cái con đường rạch Bùng Binh đi vô bên phải bên trái chứ là đi vô cái ga Hòa Hưng, chỗ đang kẹt xe dữ lắm, không dám đâm đầu vô luôn á. Khu vực vòng xoay dân chủ như thế nào, rồi những cái dòng xe đi ngược chiều anh chị thấy là đang đứng im bất động luôn. Em đang lo dưới vòng xoay dân chủ là sẽ dính trượng một cái nơi kẹt xe rất là lớn luôn. Trên trời mây đen. Bên mé tay phải của em đây là một quán cơm gà mà em từng ăn cách đây mười mấy năm, hôm nay nó vẫn còn nè. Nó bán ngon lắm, ngày xưa có tầm khoảng 20 ngàn một phần thôi. Bây giờ thì 38 tới 40 ngàn, có nghĩa là trượt giá của cái đồng Việt Nam là lên gấp đôi rồi anh chị. Cách đây là khoảng chừng 10 năm em từng ăn cơm gà trên đường Lê Văn Duyệt. Kẹt xe rồi. Rồi quán karaoke lớn quá ha. Sài Gòn bị vợ trận rồi anh chị. Xe cọ tứ bề. Một anh Grab xe ôm công nghệ bị bẹp bánh xe rồi đó, dắt bộ rất là tội luôn. Đây là chúng ta tiến tới vòng xoay dân chủ để đi về khu vực ngã 6 Phù Động. Em sẽ chạy dài trên cái con đường Cách Mạng 8 Lê Văn Duyệt này, tới đâu thì hay tới đó anh chị, tạm dài rồi thì em sẽ tạm dừng đó. Con đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản bên tay phải đây. Rồi ở đây có La Sang Hiền Vương. Đó, đường Nguyễn Thượng Hiền, đường Lý Chính Thắng Yên Độ và con đường Hiền Vương Võ Thị Sáu ngày hôm nay. Hên quá. Ở đây chưa có bị kẹt xe nhiều. Đây, rồi, đi qua đây, con đường Cách Mạng tháng 8. Đó. Trời ơi, bên Võ Thị Sáu, Hiền Vương kẹt xe quá trời luôn anh chị. Trời. Mây mù giăng lối. Chuẩn bị đón một cơn mưa rất là lớn. Đường Tú Sương bên tay trái em anh chị. Phía trước đây là ngã tư đường Phan Thanh Dạng, Điện Biên Phụ và góc ngã tư của Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Dạng đây.
nhập cho anh chị một số cái hình ảnh của Sài Gòn mình trên con đường này vào ban đêm. Đây là bánh ống lá dứa nè anh chị. Cái bánh này người ta sẽ có những cái ống sắt được đốt nóng sẵn, sau đó bỏ những cái bột nếp, bột đồ lên bánh, một cái bánh tráng đó anh chị. Bánh tráng nhưng mà dạng mềm đó, không phải dạng như bánh đa giòn đâu. Xong rồi đường, rồi cốm dẹp đó, rồi đường bỏ lên cái bánh tráng, xong rồi cuốn lại. Nó nóng nóng vậy đó, rồi cuốn lại, nó mềm cái bánh tráng ra rồi ăn. Những cái bột rồi xôi người ta sẽ nhét vào cái ống bằng sắt đang bốc khói đó. Bánh này cũng khá là ngon ở Sài Gòn mình đó. Rồi cái xe xôi bốc khói đã không? Đây là con đường Điện Biên Phủ, Phan Thanh Dạng và con đường Lê Văn Duyệt. Hôm nay chưa thấy bật đèn. Bây giờ tối thui rồi mà vẫn chưa thấy bật đèn. Trời ơi, chạy cái đường tới thui vậy thấy gì đâu mà chạy anh chị. Đó, đây cái nhà hàng lớn quá ha, nhà hàng Biển Dương. Những cái địa điểm này năm xưa nó khác lắm, bây giờ nó thay đổi hoàn toàn luôn. Đây ngân hàng Nam Á Banh này, một cái tòa nhà building ở đây rất là lớn luôn. Thay đổi quá nhiều anh chị. Giờ này chưa thấy bật đèn đường luôn, nó tối quá anh chị ha. Không có thấy đường gì hết trơn á. Ở đây là cái góc ngã tư đường Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng năm xưa, Nguyễn Đình Chiểu ngày hôm nay. Ở đây thì có một cái tượng Thích Quảng Đức này, ngay ngã tư mà ngày xưa ở đây có một cái có một cái sự việc về Thích Quảng Đức xảy ra đó anh chị, tự thiêu đó. Hướng Phan Đình Phùng, Nguyễn Đình Chiểu này quẹo phải anh chị sẽ đi về khu vực Lý Thái Tổ ngày hôm nay. Trời ơi, kẹt xe ngay phía trước Phù Động Thiên Vương hay sao á, đông quá. Đó, nó lại kẹt xe anh chị thấy không? Kẹt xe mà mưa nữa thì đúng rồi luôn. Tới tối Sài Gòn mình các bạn trẻ đi chơi cũng nhiều, ăn uống cũng nhiều. Bây giờ ngày hôm nay thì không có du khách nữa. Mới thấy là cần người Việt ủng hộ người Việt. Ta gọi là giải cứu. Giải cứu dưa hấu, giải cứu tôm hùm. Tôm hùm có giai đoạn giải cứu mà có 500 ngàn một ký anh chị. Cái giai đoạn mà cách ly đó 500 ngàn một ký thôi. Nhà cho thuê kìa, dán bảng tùm lum hết. Khu vực này còn có một đoạn chút xíu nữa là chúng ta tới Phù Động Thiên Vương rồi. Thôi em đi, em đi nốt cái đoạn đường này luôn. Chia sẻ cho anh chị cái hình ảnh đường Lê Văn Duyệt ban đêm chiều này, kẹt xe quá trời này. Phía trước đây là cái ngã tư giữa cái con đường Lê Văn Duyệt và con đường này, con đường gì nhỉ, hình như là Võ Văn Tần á, Trần Quý Cáp á anh chị, Trần Quý Cáp năm xưa á. Quẹo phải ở đây là anh chị sẽ đi về khu vực Cao Thắng, cái rạp Việt Long đó. Đường một chiều anh chị, không có quẹo trái được đâu.
nó đi từ hồ Con Rùa, đường Trần Cao Vân đi tới ngay chỗ cuối đường là Cao Thắng Rạp Việt Long đó anh chị. Rồi, xe cọ đông đúc. Anh chị thông cảm nha. Ráng đi với em một đoạn nữa tới ngã 6 của Động Thiên Vương. Chu cha. Thấy thui à, không bật cái đèn lên tí, đèn đường lên cho sáng anh chị nha. Tối rồi, cũng gần 7 giờ tối rồi. Còn gì nữa đâu. Bật lên được rồi chứ. Phía trước anh chị đây nữa là một cái ngã tư kỷ niệm nữa, ngã tư Hồng Thập Tự và Lê Văn Duyệt, Nguyễn Thị Minh Khai, cách mạng tháng 8 ngày hôm nay. Đó, quẹo phải thì anh chị sẽ đi Cộng Hòa, đi khu vực đường Cộng Hòa lên chợ Năng Si, qua quận 8. Quẹo trái thì chúng ta đi thẳng tới Sở Thú luôn, cầu Thị Nghè. Đó, những cái địa điểm nó mang những cái nét, những cái nét mà nhớ nhung một thời. Ngay góc ngã tư này anh chị có thấy thân quen không? Bên phải ngày hôm nay là một cái nhà Novaland, một tập đoàn bất động sản. Bên trái ở đây nó vẫn là công viên Tao Đàn anh chị, và nhà cung văn hóa lao động. Đó, trời ơi, tối thui vậy ha. Đường xá gì mà ngày hôm nay trung tâm mà không thấy đèn đuốc gì, chán trời. Chuẩn bị mưa rồi. Xong cái clip này thì chuẩn bị mặc áo mưa. Không biết là chạy có suôn sẻ tới ngã 6 Phụ Động không anh chị, hay là kẹt xe nữa. Ở đây thì có Sương Nguyệt Anh và Hồ Xuân Hương ha. Ngay cái bên phải của con đường Lê Văn Duyệt cách mạng tháng 8 này. Đó, phía trước anh chị ở đây là con đường Bùi Thị Xuân chứ anh chị, em xin lỗi, nhớ lộn qua Hồ Xuân Hương. Ở đây có Sương Nguyệt Anh và Bùi Thị Xuân. Một cái con đường kỷ niệm, trên con đường Bùi Thị Xuân có ngôi trường Bùi Thị Xuân đó anh chị. Đây, Liên đoàn Lao động bên máy tay trái, Cung Văn hóa Lao động ngày hôm nay nè anh chị. Ngày hôm nay là Cung Văn hóa Lao động. Rồi, xe cọ đông đúc quá. Phía trước có cái nhà hàng rất là lớn cho nên là xe ô tô đậu liên tục. Ngày hôm nay thì mấy anh công an cứ đứng canh canh ngay trước cái mấy nhà hàng ăn nhậu đó. Cứ ra là lụm thôi. Rồi chúng ta tới ngay phía trước là khu vực ngã 6 Phụ Động, trung tâm Sài Gòn, đi thẳng là tới chợ Bến Thành rồi đó anh chị. Em cũng xin phép được kết thúc các clip của mình ở đây anh chị. Hôm nay sẵn tiện đi trên con đường Lê Văn Duyệt cách mạng tháng 8, chia sẻ cho anh chị cái hình ảnh ở kẹt xe kinh hoàng của Sài Gòn mình trên cái con đường này. Đường thì nhỏ mà xe thì đông, chạy tứ bề hết, rồi cũng không biết chạy đi đâu. Thôi thì cứ đi thẳng con đường này tới đây luôn. Sẵn tiện thì chia sẻ anh chị, đưa anh chị đi du lịch Sài Gòn mình vào ban đêm ở trên cái tuyến đường này. Nó cũng có nhiều cái điều thú vị. Phía trước anh chị là có một cái xe sôi đang bốc khói nghi ngút luôn ha. Chạy tới đó không biết bên nơi mà cô chú anh chị sinh sống thì sôi nó như thế nào. Có những cái xe sôi bốc khói nghi ngút như vậy hay không. Gửi đến anh chị cái hình ảnh này. Đó, xe sôi cấm dẹp, xôi cấm dẹp, khoai mì. Rồi đây là ngã 6 Phụ Động. Đây ngã 6 Phụ Động đây anh chị. Trời sắp mưa rồi. Và bà con mình bây giờ thì cũng đang chạy tứ phía hết để chuẩn bị cho đón mưa này, chuẩn bị mặc áo mưa này. Đó, khu vực ngã 6 Phụ Động đây. Đây là con đường Nguyễn Thị Nghĩa để anh chị đi lên cầu Ông Lãnh, lên chợ cầu Ông Lãnh. Còn đi cái hướng thẳng bên mé tay trái đây thì anh chị sẽ đi ra công trường Quách Thị Trang, chợ Bến Thành. Đó, mé mé ở đây thì
chúng ta có con đường Gia Long. Đó, con đường Gia Long đây anh chị. Lý Tự Trọng ngày hôm nay. Đấy, ngày 6 Phù Động đây. Trời mưa rồi. Mây đen mù mịt luôn anh chị thấy không? Đó, Sài Gòn mình về ban đêm ở đây đèn sáng đã quá ha. Đây, đường Nguyễn Trãi Võ Tánh phía sau lưng em. Đó. Rồi, xin phép được kết thúc các clip. Hẹn gặp lại cô chú bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh của Sài Gòn hôm nay. Và hôm nay là một các clip chia sẻ về một đoạn ngắn con đường Lê Văn Duyệt, kẹt xe quá trời kẹt xe luôn anh chị. Bây giờ thì đang hối hả đi trú mưa, đây chuẩn bị mưa rồi. Rồi anh chị vui khỏe nha, bye bye, hẹn gặp lại anh chị ở các clip sau.